Video này được tài trợ bởi Spiderum. Click vào link trong phần mô tả và bình luận để mua cuốn Động lực nội tại đến từ hiệu sách Spiderum để hiểu rõ hơn lý do vì sao chúng ta cần phải tò mò hơn. Người là một loài động vật sống trên trái đất. Như bao loài động vật khác, chúng tiêu thụ thức ăn, tiêu hóa thành chất dinh dưỡng, tạo ra năng lượng để hoạt động và quá trình đó khiến chúng thải ra khí CO2. Qua thời gian, loài linh trưởng này bắt đầu tạo ra sự khác biệt giữa chúng và những sinh vật còn lại. Khác biệt này không nằm ở việc chúng dần mất đi lông trên cơ thể, cũng không phải ở việc chúng đi lại bằng hai chân, và cũng không phải vì chúng có khả năng tạo ra cộng đồng từ 20 cá thể trở lên. Sự khác biệt lớn nhất giữa loài người và các loài động vật khác nằm ở việc chúng đặt tay lên cằm và làm hành động vô hình có tên băn khoăn. Khái niệm thiên tài hay nhân tố đặc biệt đã khiến thế giới phải vỡ òa trong sự ngưỡng mộ. Những cái tên thường được nhắc tới mỗi khi dùng từ thiên tài sẽ loanh quanh danh sách gồm Einstein, Stephen Hawking, Tesla, v.v. Đây là những người có công hiến vĩ đại cho nhân loại nhờ bộ não của mình. Họ được tôn vinh như những người kiệt xuất, xuất chúng, và câu chuyện của họ được biên lại thành những cuốn sách, những bộ phim để đời đời sau ghi nhớ về họ. Nhưng mà, có ai nhớ đến Renata Kallos không? Công trình nghiên cứu của bà với lý thuyết dây và sự bành trướng của vũ trụ, và đặc biệt là siêu trọng lực, đã đưa nền khoa học thế giới lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, cái tên của bà vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người. Nhưng bà không phải là người duy nhất. Trong quá trình phát triển của khoa học, có không ít thiên tài, nhà nghiên cứu vĩ đại đem các thử thách của khoa học ra sàn đấu và chiến thắng chúng một cách ngoạn mục nhưng không được ai biết đến. Nói cách khác, họ có miếng nhưng không có tiếng. Điều đó không có nghĩa là họ không cống hiến gì, trái lại, họ cống hiến rất nhiều. Chỉ có điều là họ không được giới truyền thông khai thác câu chuyện. Sự khác biệt này sẽ đem đến một cái nhìn không đúng dành cho các thiên tài, rằng họ phải được công nhận, phải hiện lên như một người nổi tiếng thì mới là thiên tài. Nếu không được công nhận thì họ không phải là thiên tài. Đây là góc nhìn vô cùng độc hại và sai trái. Có bao nhiêu Einstein trên thế giới này? 1. Nhưng có bao nhiêu thiên tài đã và đang nghĩ ra cách để khiến thế giới tốt hơn? Có quá nhiều. Từ đâu mà chúng ta có những bức ảnh ngoài vũ trụ? Ai đó lên đấy và chụp lại sao? Hay phải đưa tàu không người lái lên đó? Chẳng phải mạng dùng ở nhà đôi khi vẫn chập chờn sao? Bằng cách nào mà tàu vũ trụ không người lái có thể bay ra tận sao Diêm Vương mà vẫn có thể gửi ảnh về trái đất được? Những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa đó lại là nền tảng cho vô cùng nhiều nghiên cứu khác trong tương lai mà các thiên tài đã phải vắt óc mới nghĩ ra được. Tuy nhiên, sẽ không ai nhắc đến tên của họ. Ai là người nghĩ ra cách để chụp ảnh ngoài vũ trụ? Ai là người nghĩ ra cách để đưa thông tin từ vũ trụ về trái đất? Ai là người đã thuyết phục CIA bắt tay với nước Nga để cùng nhau nghiên cứu về thay đổi khí hậu? Ai là người đã nghĩ ra cách truyền thông tin từ nút bấm lên màn hình? Ai là người đã tạo ra công nghệ cảm ứng mà chúng ta đang dùng ngay lúc này với điện thoại của chính mình? Những thiên tài vô danh ấy, những người đã đóng góp quá nhiều cho sự phát triển của xã hội đã và vẫn đang ngoài kia, cống hiến cho thế giới. Nhưng họ làm trong thầm lặng, không ai nhắc tới và cũng không ai tôn thờ như những cái tên của Einstein, Hawking và của Tesla. Tại sao lại như vậy? Làm để không ai công nhận, làm để không ai nói tới, làm để trở thành một thiên tài ẩn dật. Điều gì thôi thúc những người này đi quá sâu vào sự hư vô, vùng đất của những sự vô định để đem câu trả lời về cho nhân loại? Tại sao họ phải dấn thân làm gì trong khi không có ai nghĩ đến họ? Câu trả lời nằm ở điểm chung giữa Einstein và những người này. Họ đều là những người thách thức trí tò mò. Từ thuở sơ khai, nhân loại đã nhìn lên những vì sao và đặt câu hỏi rằng tại sao trên trời lại có lửa? Họ nhìn xung quanh và đặt câu hỏi vì sao nước lại bao lấy đất? Và tại sao cây lại cần nước để mọc? Họ băn khoăn, suy nghĩ, tìm hiểu và đặt ra những câu hỏi hóc búa hơn. Họ thấy đi từ nhà đến cây ăn quả khá xa và mệt. Họ đặt câu hỏi làm sao để cây gần nhà hơn. Rồi họ thử đào, bới, tìm cách đưa cây về nhà. Rồi sau nhiều lần thử, họ tìm ra cách để trồng cây. Từ săn bắt hái lượm, nhân loại tìm ra cách để trồng trọt cây lúa. Họ tìm ra cách trị thủy, họ tìm ra cách tạo ra lửa. Họ tìm ra vô vàn những phương pháp khác nhau để biến cuộc sống của mình thêm phần thú vị. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện để lý giải cách thế giới ra đời, cách thế giới hoạt động và vì sao trời lại mưa, trời lại nắng, v.v. Tất cả những điều đó đều đến từ một việc. Họ đương đầu với những câu hỏi. Người đầu tiên tìm ra cách tạo ra lửa và Einstein vĩ đại như nhau,
nhưng sẽ chẳng có ai biết được người đầu tiên tạo ra lửa đó là ai. Người đó có cống hiến cho nhân loại không? Có, rất có là khác. Nhưng người đó có làm thế để được nổi tiếng không? Tất nhiên là không. Họ làm vậy để làm gì? Lý do khá đơn giản. Họ làm thế để tìm cách làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Thú vị ở đây có thể là phức tạp hơn hoặc cũng có thể là đơn giản hơn. Thay vì chúng ta cần phải chờ khi sét đánh mới có lửa, thì giờ đây có thể cọ cành khô vào nhau hoặc đánh hai viên đá đặc biệt bên cạnh nhúng cỏ khô. Nhưng cuộc sống cũng phức tạp hơn vì giờ đây ta phải luôn mang theo cặp đá cuội hoặc một vài cành củi khô. Cuộc sống đơn giản hơn vì giờ đây ta không cần phải tìm cái ăn hàng ngày nữa, cây lúa nằm ở ngay gần nhà rồi. Nhưng cuộc sống cũng phức tạp hơn vì giờ đây ta phải trông coi cây lúa, chờ nắng, chắn mưa, chăm bón cho cây và không thể rời khỏi tổ ấm nhiều ngày được. Suy cho cùng, cuộc sống không thực sự đơn giản dễ dàng hơn mà cũng chẳng thực sự phức tạp hay khó khăn hơn. Mọi thứ chỉ thêm phần thú vị. Như vậy mới là sống. Sống là có sự thay đổi và sự tinh tế trong những thứ diễn ra mỗi ngày. Nếu không có những câu hỏi, những người tìm câu trả lời, nhân loại vẫn sẽ ăn lông ở lỗ và chẳng khác gì những loài linh trưởng khác vẫn đang tồn tại tới ngày nay. Bộ gen của tinh tinh và con người chỉ có vài điểm khác biệt. Chúng ta không phải loài khỉ, nhưng vẫn là những linh trưởng có đặc điểm của các linh trưởng đang sống. Điều gì khiến con người là con người? Vì chúng ta cao hơn và đi thẳng lưng á? Hay vì chúng ta thông minh hơn? Về trí thông minh của loài người, chúng ta vẫn đang bàn cãi xem nhân loại có thực sự thông minh hơn các động vật khác hay không. Nhưng để nói về trí tò mò, có lẽ loài người là loài liều nhất. Bằng cách nào đó, tổ tiên chúng ta đã nghịch lửa, ngồi hàng giờ, hàng ngày miệt mài tìm ra cách mài gỗ hoặc trọi đá để có được lửa. Các tổ tiên đã phải thử không biết bao nhiêu cách để có được lửa. Có khi đến cả triệu năm thử thì nhân loại mới tìm ra cách tạo ra lửa. Trong gần ấy thời gian, bao nhiêu người đã ra đi, bao nhiêu làng mạc đã bốc hơi, bao nhiêu lần thử nghiệm tạo ra lửa đã được đưa ra. Cho dù có thế nào, họ vẫn cố gắng đem lại kết quả là ngọn lửa đã thắp sáng tri thức cho nhân loại ngày nay. Đây là điểm khác biệt giữa nhân loại và những sinh vật khác. Chúng ta vì một mục đích không có thực mà dám liều mình, dám dấn thân, dám làm, dám thách thức trí tò mò và không chịu bỏ cuộc. Chúng ta có thể vì những thứ vô thực mà xả mình, cho dù nó có được gọi là tình yêu hay niềm tin đi chăng nữa. Chúng ta có thể ngồi miệt mài hàng giờ chỉ để thua, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn thắng. Thách thức trí tò mò, thách thức sự vô định và dám thay đổi là điều khiến con người là người chứ không phải là con. Các nhà khoa học không dày công nghiên cứu để được xã hội công nhận. Họ hiến mình cho khoa học là vì những đáp án sẽ đến với nhân loại sau hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Họ muốn thay đổi thế giới, họ muốn nhân loại tốt lên và họ muốn nhân loại bước đi xa hơn. Và quả thực, nhờ những thí nghiệm của họ, sự miệt mài vô danh ấy mà nhân loại đã bước đi xa thật. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful. Những điều vĩ đại như những quả trứng cần thời gian để có thể ra đời. Nhưng nếu không ai ấp thì sao trứng nở được? Có bao nhiêu người trong chúng ta là những thiên tài ẩn dật, có tiềm năng trở nên vĩ đại mà vẫn chưa dám bước ra thế giới? Có một quan điểm rất đáng nhớ dành cho sáng tạo. Sáng tạo là trí tò mò đi vào hành động. Như các thành quả khoa học vĩ đại, khi nhắc tới sáng tạo, chúng ta hay nhắc tới các thiên tài. Nhưng sự thực là không một thiên tài nào có thể sáng tạo hơn những đứa trẻ. Khi nhìn vào những chiếc que, lũ trẻ sẽ thấy một thanh kiếm. Khi nhìn vào sàn nhà, chúng sẽ thấy nham thạch. Trí tưởng tượng của trẻ em là vô bờ bến. Chúng có thể tự giải trí bản thân chỉ với một chút đồ chơi. Nhưng khi trưởng thành, những khái niệm thực tế bắt đầu hòa vào cuộc sống và chúng dần tập trung hơn vào những thứ có thực thay vì không có thực. Nhưng chẳng phải loài người phát triển được đến ngày nay là nhờ những thứ vô thực sao? Trí sáng tạo của nhân loại luôn đến từ những thứ vô thực. Chúng ta tò mò cách những thứ quanh ta hoạt động, rồi sau đó đưa ra những giả thuyết không có thực. Chúng ta thử xem cái nào là thực, cái nào là ảo, loại đi những cái ảo và sau đó kết luận ra cái thực. Đây là trí sáng tạo. Sáng tạo là khi tò mò đi kèm với thí nghiệm, phép thử đi kèm với giả thuyết. Trẻ em tưởng tượng chúng đang đi trên nham thạch và chúng làm thế thật. Nhờ vậy mà chúng có thể vui vẻ với nhau cả ngày. Còn chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy sàn nhà chứ không thể nào có nham thạch được. Đó là một điều khá đáng tiếc vì chúng ta đã mất dần sự sáng tạo đó qua thời gian. Nhưng những người vĩ đại kể trên thì không, hoặc họ đã biết cách để triệu hồi sự sáng tạo đó khi cần lại chúng. Einstein nhìn vào công trình của Newton và cách các ngôi sao hoạt động, tự đặt câu hỏi trong đầu và tự làm thí nghiệm trong đầu,
cho tới khi ông tìm được lời giải. Cách Einstein đưa ra lời giải như cách lũ trẻ em nhìn vào que và tưởng tượng đến những thanh kiếm. Khi nhìn vào một thứ hiển nhiên, đặt câu hỏi liệu chúng có như những gì chúng ta nhìn thấy không, và sau đó sống trong thế giới giả tưởng, nơi những thứ vô thực lại là sự thực. Einstein tưởng tượng mình sống trong thế giới mà trọng lực không phải là một lực, mà thực tế nó lại là tác động của khối lượng vật chất lên thời không quanh mình. Và sau nhiều lần đến với thế giới đó, đo đạc và thử nghiệm, ông nhận ra đây là đáp án. Có thể ai đó ngoài kia cũng đã và đang làm điều tương tự với thế giới quanh mình. Họ đang đến với thế giới chứa đựng lời giải cho sự liên quan giữa lượng tử và trọng lực. Họ đang sống trong thế giới mà du hành thời gian là có thực. Nhưng họ chưa thử thách bản thân, họ vẫn đang chần chừ, chưa dám cống hiến và chưa dám làm hết mình. Có lẽ là bởi vì trong chúng ta, ai cũng đang sợ một thứ hiển nhiên. Chúng ta sợ những thứ chúng ta không thấy, chúng ta sợ những thứ chúng ta không hiểu, chúng ta sợ những thứ vô định. Vậy nên, chúng ta sợ sự thay đổi. Trong mọi phim kinh dị, chúng ta sợ nhất khi đối mặt với những thứ chúng ta không lý giải được. Tại sao chiếc ghế lại tự di chuyển? Tại sao nhà lại tự dưng tối? Tại sao lại có bàn tay trong góc tường? Chúng đều là những điều chúng ta không hiểu. Nỗi sợ nguyên thủy này là cơ chế phòng vệ cơ bản của mọi loài động vật, bao gồm cả con người. Tuy nhiên, trí tò mò là sự tách biệt giữa con người và các loài động vật khác. Và đây chính là chìa khóa cho mọi rắc rối. Khi còn nhỏ, chúng ta không biết giới hạn là gì. Thế giới của chúng ta chứa đựng muôn vàn khả năng, tiềm năng để khám phá. Nhưng khi lớn lên, ta biết rằng ngủ phải có giờ. Giới hạn ngủ là 6 cho đến 8 tiếng. Sau đó ta phải dậy để còn tham gia với xã hội. Sau đó ta biết, chơi cũng có giới hạn. Không thể nào chơi cả ngày được. Chúng ta cần phải làm gì đó như học hoặc đi làm. Rồi dần dần, những sự tự do tưởng chừng như quen thuộc bỗng trở thành xa lạ. Khái niệm vô bờ bến trở thành cái gì đó đáng sợ. Chúng ta sợ bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá, để trí tò mò được chạm vào hành động. Đây là lý do vì sao càng lớn chúng ta càng ít sáng tạo. Đây là lý do vì sao chúng ta không cảm thấy bản thân có gì đặc biệt. Đây là lý do vì sao chúng ta sợ đưa ra ý kiến cá nhân, sợ thể hiện mình và tự kìm hãm bản thân khỏi tiềm năng thực sự của mình. Nếu Einstein không đến với thế giới của ông, chắc chắn nhân loại chưa bao giờ gửi được vệ tinh ra ngoài vũ trụ. Nếu các nhà khoa học không đến với thế giới mà hình ảnh có thể truyền được qua sóng để về với trái đất, có lẽ nhân loại chưa bao giờ chụp được bức ảnh của hành tinh xa xôi nào. Nếu chúng ta chỉ làm vì kết quả để được tôn vinh, ta sẽ làm với tâm trí mình không được phép sai. Nhưng nếu chúng ta làm để trí tò mò chạm được vào hành động, khi chúng ta cho phép sự sáng tạo vượt ra khỏi nỗi sợ của sự vô định, chúng ta sẽ phải hy sinh, phải từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng bù lại, chúng ta sẽ phá bỏ được giới hạn mà chính mình đang đặt ra. Các nhà khoa học thiên tài không cần có ai công nhận, họ vẫn cống hiến. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có cần được ai đó vỗ tay vì mình đang phá bỏ giới hạn của bản thân không? Hãy để động lực nội tại làm đà để bước đi, thay vì để những thành quả sau cùng quyến rũ mình. Hãy đặt trí tò mò và hành động cạnh nhau để phá vỡ nỗi sợ cho sự vô định. Hãy để bản thân được khám phá những góc cạnh mà mình chưa hề biết. Tại sao á? Chúng ta không phải là khỉ, chúng ta là người.